Ngày 28 tháng 4, thông tin từ Bộ Công an cho biết Cục Cảnh sát điều tra tội phạm kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, Bộ Công an cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi giả mạo trong công tác xảy ra tại tỉnh Đồng Nai, Trung tâm dạy nghề lái xe Sài Gòn và một số địa phương liên quan. Đồng thời, cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam và lệnh khám xét đối với ông Hồ Đình Thái Hòa trú tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, giám đốc trung tâm. Người này bị điều tra về tội giả mạo trong công tác. Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã phê chuẩn các quyết định và lệnh nêu trên. Bộ Công an cho biết vụ án đang tập trung làm rõ, củng cố tài liệu, chứng cứ về hành vi phạm tội của bị can, mở rộng điều tra đối với các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Trong tối ngày 27 tháng 4, Tổ công tác của Bộ Công an đã thực hiện khám xét nhà riêng của Giám đốc Trung tâm dạy nghề lái xe Sài Gòn. Lực lượng công an cũng khám xét trung tâm cùng một số văn phòng của trung tâm này ở thành phố Biên Hòa. Các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an đã phối hợp Công an tỉnh Đồng Nai thu giữ nhiều tài liệu và làm việc với một số nhân viên để phục vụ công tác điều tra. Liên quan sai phạm tại trung tâm này, trước đó tháng 1 năm 2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố vụ án, khởi tố bắt tạm giam 23 bị can là lãnh đạo, nhân viên tại hai trung tâm đăng kiểm xe ở thành phố Biên Hòa để điều tra về các hành vi đưa và nhận hối lộ. Trong số các bị can, Võ Chí Giang 39 tuổi, nhân viên trung tâm dạy nghề lái xe Sài Gòn bị khởi tố để điều tra về hành vi đưa hối lộ.